còn cái nhiều người mình thấy đúng nhưng không rồi em? chúng mình như thế đó là nó là Thì những con chim ấu bây giờ xì khổ đu lắm chế rồi. một pê tung của nó một pê pê tung đồ tung xíu đây nè đây này tôi nói cho ấu xong to rồi nè xong to ó là không muốn đánh ra đấy tôi nói nè ó là không muốn đánh ra hả ấu lo thì không hàng ấu kể không bổ nó giống như thế đó nè có chỗ lấy ở trong có nó chơi nhiệt trồng bua nè trồng bua tím bua support là đây đây tí điều rồi cả tí nữa trồng bao nhiêu nữa tụi nó nè xoay cái chỗ thế giờ đây xoay cái chỗ trâu cái chỗ thế này tụi nó trồng bao nhiêu nữa đây 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 tổ nó chơi xoay cho chữ gì nếu số cây có thế bố dù thay gì đây chỗ rồi nè ôi trông kiểu gì chứ sao nó trồng cái gì nữa ui sẽ cho đi để cho là để tụi không gì cho nó trồng cái gì